Vừa qua, tỉnh Lạng Sơn thực hiện đạt 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lên cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, triển khai cung cấp 482 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia, là một trong những tỉnh dẫn đầu toàn quốc hoàn thành mục tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đây là bước đột phá của tỉnh trong thực hiện chính quyền điện tử. Trong 30 ngày, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện xong kế hoạch số 103 về triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 của cơ quan nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2021 về đích trước thời hạn 7 tháng, là địa phương có thời gian thực hiện nhanh nhất trong toàn quốc. Là người đã sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, gia đình chị Trần Thị Thu Hiền ở thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, chuyên kinh doanh dịch vụ hàng ăn uống, đã cảm nhận rõ lợi ích. Trước đây, mỗi khi làm các thủ tục về kinh doanh hộ gia đình, chị phải đến cơ quan chức năng, thì nay, ngay tại nhà, thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, chị đã thực hiện được các dịch vụ công mong muốn bằng chiếc điện thoại. Từ khi mà có cái cổng dịch vụ này, tôi thấy rất là hợp lý. Thứ nhất là không phải chờ đợi khi mà phải đi nộp giấy tờ. Thứ hai nữa là chúng tôi có thể chủ động mọi lúc, mọi nơi, mọi thời gian. Thứ ba nữa là vào trong cái thời điểm mà dịch giã COVID như thế này thì tôi thấy rất là hợp lý. Trước những tiện ích đó, các cơ quan chức năng và truyền thông của tỉnh đang tích cực tuyên truyền, quảng bá đến người dân và doanh nghiệp để khai thác sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 do các cơ quan hành chính của tỉnh cung cấp. Việc hoàn thành 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 không chỉ tăng cường cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Để tiếp tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới, thì Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo thứ nhất, đối với thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cái công tác thông tin tuyên truyền cho đến đông đảo người dân và doanh nghiệp biết để sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Qua đó góp phần xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh cũng như là phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay. Trong năm 2021 thì sẽ đẩy mạnh hơn nữa để đạt được cái tỷ lệ cao hơn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời sẽ rà soát danh mục những cái dịch vụ công trực tuyến mà không nhận trực tiếp tại các cái một cửa và trung tâm dịch vụ hành chính công của tỉnh. Đồng thời khuyến khích các cái doanh nghiệp ngân hàng sẽ mở rộng nhiều hơn nữa để thanh toán qua tài khoản cho người dân và doanh nghiệp. Thứ hai, giao nhiệm vụ cho Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn toàn tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân tỉnh. Qua đó sẽ thúc đẩy phát triển nhanh hơn nữa việc xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới. Hoàn thành 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là một trong những nội dung phản ánh quyết tâm của tỉnh, coi chuyển đổi số tổng thể và toàn diện là giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.